Xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh của anh Vinta Gavet. Trước tiên thì rất cảm ơn các bác đã quan tâm tới em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Em là người đang chuyên về đồng hồ kính bút nhẫn bật lửa đồ cổ đồ xưa đồ độc đồ lạ đồ hiếm. Ngoài này em chỉ lên kính với cả bút cũng như là bật lửa Zippo huy hiệu của Mỹ đèn dầu cổ. Ngày hôm nay thì em xin thiệu với các bác đó. Các bác nào mà chưa kênh của em, các bác ấn nút đăng ký màu đỏ bên dưới góc phải màn hình để được cập nhật những video mới và thường xuyên của em. Mỗi khi có video hệ thống YouTube sẽ báo qua tin nhắn tút tút. Xin giới thiệu nhanh các bác là ngày hôm nay thì là em lên một cái kính, nó là Nilo đòn gánh bọc vàng của Pháp, sản xuất vào những thập niên 1950. Vâng nhá. Bọc vàng sáng ánh gương này. Ở cầu giữa thì nó có cái chữ Nilo và hai cái chuyện vuông logo của hãng từ ngày xưa. Đó. Các bác nào mà đang xem trên YouTube đấy thì là thông thường ấy nó rất là mờ, nó không rõ ràng, thì các bác yêu cầu em gửi hình ảnh trực tiếp qua Zalo kèm theo video Zalo, hình ảnh ngoài trời và nắng rất là đúng thực chân thực, rất là rõ ràng và sắc nét. Vì hình ảnh trên YouTube này ấy, thì là những cái video được quay ở trong nhà, cũng ánh đèn điện cũng như là cái camera của máy tính nó không nét đâu bác nhá. Thì phải mình phải chụp ảnh, em sẽ chụp 30 đến 40 bức ảnh kèm theo cái một cái video ngoài trời, nó phản ánh rất đúng chân thực và chuẩn mực luôn. Ở bên càng trái càng phải đều nó có cái chuyện vuông logo của hãng ngày xưa rất là rõ ràng. Đây là càng trái các bác nhá. Các bác đang xem trên kênh Việt Anh Vinh Tây Gây Quyết ấy, các bác thể nút đăng ký màu đỏ bên góc phải màn hình để mỗi khi em có video các bác sẽ được cập nhật thường xuyên và nhanh nhất, sớm nhất. Các bác nào ở Hà Nội có thể qua nhà em ở địa chỉ là ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826. Chùi về còn trắng mút, trắng tinh tình tình. Quay cái ve nhá, trắng tinh tình tình này, bọc vàng sáng ánh gương. Đây là ni lo đòn gánh các bác nhá. Thế là quay rất là cận cảnh đấy. Mỗi khi em quay video cũng như chụp ảnh là em sẽ quay các góc độ, chụp ảnh cũng thế, sẽ chụp các góc độ góc cạnh để các bác quan sát hết được những cái tính ưu việt của cái kính cũng như vẻ đẹp, cũng như là có tì vết gì hay không, xấu ở chỗ nào, đẹp ở chỗ nào, các bác thấy được. Đó, con size này là size 52, ni lông đòn gánh, mắt màu xanh rau muống RB3, mắt có chút sứt lông mèo nhưng không ảnh hưởng đến kính cả, kính vẫn còn đẹp. Bọc vàng sáng ánh gương. Về giá của cây này thì nó cũng cực kỳ êm ái thôi. Đặc biệt là những cây này mà đi với mũ Mỹ hay đang đội mũ song búi này thì nó là tuyệt đỉnh và đẳng của đẳng cấp rồi. Và bọc vàng sáng ánh gương nhé, kính nguyên zin toàn bộ này, độ mới trên 93-94%, 95-96%. Về giá con này em nói ra các bác không nên giật mình nhá, 3.100k, 3.1 triệu cho một cây ni lo đòn gánh này, giá là 3.1 triệu các bác nha, chuẩn giá đấy. Bọc vàng sáng ánh gương này, ngay cả cái dòng này các bác về không, bác không thích mắt xanh rau muống rồi ba này, các bác này thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị đều được hết. Vâng.
Nilor được sản xuất thập niên 1950, kính Pháp xưa. Và những dòng này ngày xưa các văn nghệ sĩ họ hay đi du thuyền trên cái dòng sông Sin và sông Nen ở Pháp, thì đó là các bác có nhìn thấy những cái phim điện ảnh ấy, hay đứng trên cái bom tàu bom thuyền ấy, và đeo những cái kính đó là con chính xác là con kính ni lông bọc vàng Pháp ngày xưa này. Đấy. Rất đẳng cấp, rất đẹp nha. Đấy. Giá của nó thì có 3.100k chuẩn giá rồi các nhá. Rất thanh lịch. Và rất cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác phía sau.